Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trời mưa. Thời tiết miền Tây đợt này là vô mùa mưa rồi nha mọi người. Anh em đi Trà Vinh để chăm sóc bảo trì, bảo dưỡng cánh nhà yến. Nhà này là lúc trước sửa lại nha mọi người. Đóng gỗ đi lo lại hết, tức là bỏ hết đồ cũ, xài đồ mới lại hết. Thì ở Trà Cú, Trà Vinh. Bây giờ anh em đi tới Càng Long của Trà Vinh nè. Thời tiết khá mát mẻ nè. Mưa là phải mát rồi đó. Đây là khung cảnh của huyện Càng Long. Thì xã Khánh Hội gì nè, miền Tây thì cây cối nhiều nhưng mà con cả yến nó bay nhiều quá trời. Miền Tây thì cây cối nhiều, đất bao la, nhưng mà có cái buổi tối là muỗi nhiều thôi. Thôi em tạm dừng video ở đây nha, để khi nào tới nhà yến em quay cho mọi người coi tham khảo chơi nha. Cảm ơn mọi người đã ghé coi video của em. Xin cho em nút like, nút đăng ký. Cảm ơn mọi người. Đó, bên ngoài vậy đó mọi người. Tại trước cũng hẹn nhau vậy rồi lúc bỏ. Hẹn hò nhau hả? Cái gì? Nhớ phong quá trời hả? Không làm gì đâu mình nhớ. Hỏi đợt này không có trái đây. Vậy là chính xác là 7, nhà này là 7 tháng 8 ngày hả anh Thiệp? Đúng với từng ngày luôn trời. Bữa nhóc chơi trái này. Trái quá trái luôn. Rồi vô được rồi mà, không còn có mấy con trong nhà đâu mà. Ngày mới gỡ hôm qua 2 kg hả? Kia hả? Vậy là gỡ hôm kia. Giờ trong nhà không còn nhiêu đó. Bắt cả hai luôn anh, cả hai âm ly luôn. Đây là sàn 2 nha mọi người. Ê, tắt kia ngoài đi. Gõ trống lỏng luôn. Ê,
mới gõ phân. Nhà này là bọn em tháo cổ đóng lại, đi lo lại mới hết, xích úp lại mới hết nha mọi người. Nó giống thể là sữa vậy đó, giống như sữa, nhưng mà thực ra lại thay gỗ mới hết, thay gỗ thay lo. Nói chung chỉ giữ lại mỗi cái phần thô là cái nhà thôi, còn âm ly này kia là ly mới hết. Ở trà cú nha mọi người. Con bọ đen chút nữa lấy thuốc xịt nó cái này tào hết. Dấu gõ này sao? Gõ thạch bóc luôn. Vết dọn sạch sẽ hết rồi. Trên này có dành giáo để thay lo. Gỡ ngày hôm kia, nay mùng 9 gỡ bữa mùng 7 á. Nè, dấu gỡ nè. Gõ hết trơn luôn, gõ hết trơn luôn, gõ không chừa lại tổ nào luôn chạy. Anh gõ là kiểu là tầng dưới tầng trên không? À, tầng này là đường mới, tổ mới nè, sao? Tổ mới nè, mấy cái tổ này tổ mới hết nè. Cái nào nó có mình gửi lên nhìn thấy là nó vô bự. Ừ. Mấy cái tổ này chừa lại, chắc mấy cái tổ này có trứng, có con non phải không? Có con, có trứng này. Đây nè, cái dạng này là gõ. À, cái tổ này tổ mới nè. Ừ, lên lẹ lắm. Cái gì á? Ủa? Nguyên cái thành dưới là không thích cái nào luôn. Chỉnh ta lo nè.